Nhiệm vụ và các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 1. Đối với Ủy ban Nhân dân xã Xà Phìn, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo theo quy định của luật thú y. Trong thời gian có dịch bệnh xảy ra, tạm dừng các hoạt động mua bán, vận chuyển châu bò. Chợ Xà Phìn là chợ gia súc lớn nhất huyện Đồng Văn. Trung bình mỗi phiên chợ có khoảng 100 con châu bò được mang đến chợ để trao đổi mua bán. Do xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn, hiện nay việc mua bán giết mổ châu bò không còn diễn ra tại phiên chợ này nữa. Công tác kiểm soát dịch viêm da nổi cục đã được chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ, không để lây lan ra diện rộng. Các vị chính quyền xã đã tập trung quán triệt nghiêm chỉ thị của Chủ tịch ban tỉnh, đồng thời là tổ chức thành lập các cái tổ để tiến hành chốt chặn cũng như là kiểm soát lưu động các cái tuyến đường trên địa bàn xã, các cái thôn. Đồng thời là trong cái chợ phiên của địa bàn xã Xà Phìn thì chúng tôi đã chỉ đạo thành lập các cái tổ để chốt các cái ngã đường cấm, và trước mắt là chúng tôi thông báo tạm dừng cái việc cho gia súc vào chợ để trao đổi buôn bán. Thôn Xà Phìn A đang là ổ dịch mới của huyện Đồng Văn. Theo ghi nhận, đã có 9 con bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục tại 3 xã và thị trấn. Ngoài việc phun độc khử trùng quanh thôn, những hộ dân có đàn trâu bò khỏe mạnh cũng được hướng dẫn không chăn thả gia súc để tránh bị nhiễm bệnh. Xã cũng đã tuyên truyền về cái bệnh viêm da giả cục ở bò ấy. Thì đặc biệt là trước mắt bây giờ là mình cái phòng chống là mình phải tổ chức phun khử trùng cho bò và quét dọn chuồng trại cho sạch sẽ. Thứ ba là không thả gia súc ra ngoài và cũng không mua thịt về ăn. Trước tình trạng trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các huyện triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch, cung ứng 17.900 liều vaccine tiêm cho 6.106 con.